shophapham.com. Thử mười mai con súng Free Fire chỉ với 10k, các bạn sẽ có cơ hội nhận ngay Scar Titan 9999 kim cương và còn nhiều vòng quay hấp dẫn chỉ có tại shophapham.com. Các bạn nhanh tay truy cập đường link bên dưới để tham khảo nha. Anh đi top mà. Là thêm ISB mà. Vào sớm thế. Ok các bạn chưa? Mình vừa cho một pha mega kill bạn ơi. Ok nha. Địt mẹ đéo thì hiểu rồi. À, chỉ ra mày chọn cái chết. À, cày thế nhở. Ok ok. Benna nha mọi người ơi. Nói gì đi ạ? Mình chưa dùng 100% công lực đâu, mình đã chỉ dùng 1% thôi. Mọi người ơi, trong 2 phút quảng cáo đấy mọi người ơi, để có một kỹ năng solo đỉnh cao như Nunu, để có một kỹ năng đỉnh cao như Lein, thì hai người đấy đã từng dùng cái quyển sách của Bob này mọi người ơi. Hiện tại quyển sách của Bob này mới về Việt Nam vào ngày 1 tháng 8 đấy mọi người ơi. Mọi người gì nhớ, bí kíp solo của Bob hiện tại Bob đang trên tường đấy mọi người ạ. Đấy, trong thời gian quảng cáo thì Bob chỉ nói mọi người thế thôi. Đấy, mọi người muốn đánh hay như Lein, mọi người muốn đánh hay như Nunu, có những bí kíp đỉnh cao ấy. Thì cách đây 1 năm nói thật mọi người luôn, đây là Bob tâm sự mọi người thôi. Lein và Nunu đã đến nhà Bob. Cách đây 1 năm thì Lein và Nunu đến cho Bob, thì hôm nay Bob đang ăn cơm mọi người ạ. Thì Lein và Nunu, hai bạn ấy bảo là vừa rồi ấy, team họ vừa thua Flash đấy mọi người. Đúng cách đây 1 năm luôn, thì Bob nói mà hai bạn ấy này: hai trò hãy cầm quyển sách của ta về và hãy tu luyện cho ta, sau đấy 1 năm các trò hãy quay lại đây. Thì đúng thật là sau 1 năm, mình nói thì cũng không phải tự hào gì đâu, nhưng mà đấy là hai học trò yêu của Bob ấy mọi người ạ. Chính Bob đấy, chính Bob đấy. Ủa nó đâu? Không sao vẫn win được mọi người. Thế lại win. Cover tôi xem rồi, từ từ nhá. Bạn này ghét chú lắm. Đúng rồi. Đúng. Tuổi gì KS? KS đây xem được KS được không? Nãy giờ chỉ là giỡn thôi. Thế thì mày được, tìm con mẹ mày. Không, nãy giờ chỉ của mày. Đang nói rằng ấy mà, đang nói Superman mà, đang nói ông đều thêm. Tôi nói Superman mà. Thêm đánh tốt đấy, thêm đánh tốt đấy. Cái mày vẫn win được nhá cả nhà ơi. Super ơi, mày phá cho thầy thua đi, ảo ước ấy, mày tí nó thua được tao tặng này 1 triệu luôn này. Thầy xem kênh của các anh như kiểu anh live bông, thầy thèm thế thì mẹ các anh chơi toàn chuỗi đéo chua bao giờ. Chuỗi đéo chua bao giờ. Đây là game liên quân các cháu à, các em à. Đây là game liên quân, không phải game giàn trận, tụi mày đi theo tao là cái đéo gì. Đây có phải game giàn trận mà nó quậy rồi. Để đeo đi trên thì mẹ đi kia đây rồi. Đây có phải game giàn trận các cháu ơi, nhầm tựa game chơi rồi, đừng có đi theo chú nữa. Thằng đâu hỏi là đấy click bộ thôi. Em bố đéo gì mẹ nó cay giờ. Thầy ơi click chính là click thôi. Bỏ đi. Để mẹ đánh của người ta từ 40 sao tụt xuống con kim cương cái này giờ nó đang chửi giờ. Đây là click chính à ta. Chả đích chính gì cái gì tao.
Ok, em hát bài Áo Mới Cà Mau nhé thầy. Nghe nói thầy bộ ngu lắm, chơi suốt ngày vẫn lại phải quỳnh. Nhìn xa thầy trông ngu ngu, nhìn gần hơn thầy vẫn ngu như thường. Mở tung cửa sổ thấy bộ mặt lộn, lại một ngày mới với những chuỗi thua. Bộ mặt lộn. Em kêu bạn nghe. Có bọn này bắn hết luôn. Đây 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 đây. Có mạng rồi. Ơ chung 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 kéo về chạy luôn. Đẳng cấp thầy ơi, đẳng cấp. Lại được win thế này á. Mày kéo này hả? Kéo nha. Bách nồi thầy ơi, bách nồi thầy ơi. Bách nồi thầy ơi. Mau 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 mau. Mau bách nồi bách nồi. Bách nồi mau thầy ơi. Bách nồi mau lên bách nồi. Cái bản này thầy ơi. Mày quy đến nơi rồi giờ trò. Anh nào, anh nào. Em đang nhiều nhất đi. Là nhiều thứ hai sau mới thằng du lên. Game này quy được không thầy? Em vẫn quy được em ơi, vẫn quy được. Cháu lên bà, cháu đi mâu dao. Cô thương cháu là cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để mẹ trồng cây xanh. Im đi. Mày đuổi thằng Duy được tao cái. Đùa chứ. Thế cái lúc mà em hát xong thầy lại bảo em im. Mày hát thế, tao bảo mày đừng có hát nữa, người ta hát hay người ta hát. Mày hát như thế hát làm gì, hát thế nào là hát hay mà. Bây giờ hát qua cái mic này giọng nó ồm, của cái giọng em nó ồm. Chán thầy thật đấy. Cái giọng em nó ồm mà. Hát mấy bài chán thôi là chán thế. Đừng hát nữa nha, thầy ra đỉ đi, đừng hát nữa nha. Mày hát nữa chết luôn đấy, tự tỉnh luôn đấy. Vào đây. Ơ thầy lừa đấy, thầy lừa đấy. Ơ thầy lừa kìa, bị thầy lừa kìa. Cái này lừa kìa, không biết gì à? Lừa kìa, không biết gì à? Jesus Christ, great. Thôi thôi, đợi tao, chụp vấn đây, đợi tao. Nhìn thấy là máy lai đây. Thấy chưa? Tuổi con cặp gì? Để mày cái đẳng cấp của thầy sao mà chạy được, định tự sát vào đấy á. Ma lốc vào đấy định tự sát chứ mà đéo kịp. Đẳng cấp của thầy bom nhá. Trận này mà thua nhá, nói thật với em, trận này mà thua tặng mỗi em 1 triệu luôn. Xóa livestream không bao giờ livestream nữa. Tặng mỗi em 1 triệu. 1.000 rồi là 100 triệu. Ok, tí nó cắm xe luôn. 100 triệu bốc có thừa. Không chấp thì để bốc chấp, thế thôi. Bốc đã nói rồi mà các bạn không lên chấp thì để bốc chấp. Ừ, không chấp là để thôi, bốc chấp có cái gì đâu anh em. Anh em chỉ cần bảo ấy là bốc ơi em không chấp được. Vậy bốc chấp thế thôi. Alice bắt được chị rồi đấy, bỏ đi. Trời ơi, bên kia gặp tuyển thủ Flash nào mọi người ơi. Flash trò vui vẻ, trời ơi, vậy đây là tuyển thủ nào vậy? Flash trời ơi, bốc gặp tuyển thủ sao? Má không tin nổi, má vui quá ta. Đây là gặp tuyển thủ mọi người ơi, đánh cẩn thận đi. Không phải tự dưng bốc là mọi người gọi là bốc của Việt Nam đâu. Làm gì có tự dưng mọi người. Quá là hay luôn game này. Trời ơi, lại MVP sao? Chuôi 500 rồi, trời ơi. 500 game bắt bốp MVP rồi, bây giờ lại bắt MVP nữa. Chơi game nó chán quá. Trận này là bốp gặp tuyển thủ Flash đấy mọi người ạ. Bạn Alice Flash cái gì đấy? Không gánh là thua, bọn này nó ngu lắm, ngu. Ngày mai bốp lên top 1 thách đấu cho anh em xem này. Ngày mai không lên top 1 thách đấu tặng mỗi anh em 100 triệu luôn. Nói là làm. Mọi người ơi, sau khi pick xong trận đấu này thì bốp sẽ đọc chiến thuật cho mọi người nghe nhá. Game này thì bạn tướng mới sẽ đi rừng, bốp sẽ đi đường AD,
bạn Krizik sẽ đi đường nào đây ta? Krizik thì bốc nghĩ trận này bạn này sẽ chọn cái vị trí support. Bạn Flo sẽ đi đường trên, còn bạn Zat sẽ đi đường giữa mọi người ạ. Trời ơi, bốc đọc chiến thuật ra như vậy mà còn không chơi được nữa thì 4 triệu luôn. Đọc chiến thuật cho chỉ có chơi game thôi mà còn không làm được nữa thì chịu nha. Má mày đọc hết chiến thuật ra rồi đấy. Đỉnh cao đẳng cấp, chiến thuật đẳng cấp.